Hello, xin chào tất cả anh em, lại là em Huệ shop linh kiện tháo máy nhé. Hôm nay thì em lại về được một số mặt hàng tháo máy công nghiệp, xin phép được chào bán cho anh em. Anh em quan tâm mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000. Anh em gọi điện hoặc nhắn tin Zalo đều được nhé. Đấy, hôm nay em về được thêm một ít cánh cửa này, vài tấm nhựa cho anh em này. Đó, vài cái bình inox. Đấy, tấm phíp, nguồn tổ ong này, motor giảm tốc này, lọc của Nhật này. Đấy, loa át, bảng nút nhấn cho anh em nhé. Đấy, xi lanh, con lô, ti thủy lực, bánh xe này. Đấy, và rất là nhiều những linh kiện và món hàng khác nữa anh em nhé. Rồi, vẫn như thường lệ là thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần nhé. 20 giờ Chủ nhật hàng tuần thì em lại vẫn tổ chức chương trình quay số may mắn cho anh em. Đó, anh em chú ý đón xem anh em nhé. Rồi, mã đầu tiên ngày hôm nay đó là mã M1 cho anh em này. Có giá là 40.000 đồng một cái nhé. Đấy, ở đây thì em có những cái T inox 304 nhé, dành cho ống 1/2. Đấy, ống 1/2 là ống 21 anh em nhé. T inox 304 này. Đấy, 3 đầu 1/2. Đó, 40.000 đồng một cái nhé. Mã M1 T inox 304 anh em nhé. Tiếp theo là mã M2 này. Mã M2 ở đây thì em có những cái van một chiều này. Van một chiều ở đây là ống, cũng là ống 1/2 anh em nhé. Van một chiều cho ống 1/2 này. Mã M2 có giá là 70.000 đồng một cái nhé. 70.000 đồng một cái cho anh em nhé. Mã M2 van inox 1/2, inox 304 anh em nhé. Đấy, van một chiều. Đây, nó có gạt lật này. Đây. Đấy, nó là van một chiều anh em nhé. 70.000 đồng một cái, mã M2 cho anh em. Inox 304 anh em nhé. Tiếp theo là mã M3 này có giá là 80.000 đồng này. Ở đây thì em có những cái đồng hồ hầu như là đồng hồ của Trung Quốc thôi. Đấy, con này là đồng hồ nó hiển thị ở trong những cái đồng hồ nước nhá, những cái đường ống nước nhá, của Trung Quốc sản xuất anh em nhé. Ở đây nó ghi là 0.25 MPa này và PSI là 35 PSI này. Đấy, 0.25 MPa có nghĩa là 2,5 cân đấy. Đấy, cái này là đồng hồ nước thôi nha, đồng hồ thiết kế cho những cái đường ống nước nhé. Mã M3 80.000 đồng một cái cho anh em nhé. 80.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã M4 này sẽ có giá là 140.000 đồng. Ở đây thì em có những cái van khóa 1/2. 1/2 nhé. Van khóa inox 1/2 này. Inox 304 anh em nhé. Inox 304 van khóa 1/2. Giá là 140.000 đồng một cụm như thế này này, một cụm van như thế này. Tiếp theo mã M5 này, những đoạn ống 21 nha, ống 21 này gắn vào những cái đoạn này. Đó. Anh em có thể nối dài nhé, anh em nối dài nó như là cái kiểu là gen 2 đầu thôi, nó như kiểu là gen 2 đầu nhưng mà nó dài hơn thôi anh em nhé. Đấy, được làm bằng inox và tiện 2 đầu, giá là 80.000 đồng ba cái. Mã M5 nhé, mã M5 inox. Đó. Kích thước chiều dài của nó khoảng là 21 nhé, sẽ có cái ngắn hơn và dài hơn một chút nhé, dài hơn hoặc ngắn hơn 1-2 cm gì đấy thôi. Mã M5 80.000 đồng ba cái nhé, 80.000 đồng ba đoạn ống này. Ở đây em có hai combo anh em nhé. Tiếp theo là mã M6 này, mã M6 có giá là 70.000 đồng, 70.000 đồng hai cái nhé, 70.000 đồng hai cái. Ống này vẫn là ống 27 mm anh em nhé. Đấy, ống gen này, gen là gen 27 nhé, chứ không phải là gen này, cái ống này là ống 21 này, còn ống này là ống gen 27 anh em nhé. Đấy. Đoạn đầu thì nó sẽ được hàn như thế này này. Đấy, đoạn đầu được hàn như thế này và đoạn đuôi cũng hàn thuộc dạng ép lại với nhau để dùng một cái gioăng ở đây ép lại với nhau nhé. Ví dụ như hai ống này, nó dùng một cái gioăng lại ép lại với nhau và một cái ôm lại nhé. Đấy, để tháo gỡ ra rất là tiện đấy. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là khoảng 31 cm nhé, 31 cm. Đấy, mã M6 này, có giá là 70.000 đồng 2 ống này nhá, 70.000 đồng 2 ống này. Tiếp theo ở đây là em có những cái bộ con trượt này, một cặp sẽ là gồm 2 thanh này và 4 con bọ nha. Đây một cặp em đang để nguyên ở dưới này, đây là một cặp này, hai cặp, một cặp ạ. Giá là 520.000 đồng một cặp nhé, 520.000 đồng một cặp. Hàng rất mượt, rất là đẹp này. Đấy, đường kính nhá, trục nhá, đường kính trục thép ở bên trong này nó sẽ là 25 mm, có nghĩa là 2,5 cm anh em nhé, 2,5 cm đấy. Kích thước chiều dài tổng thể là 40 cm và hành trình của nó đi được là 20 cm anh em nhé, hành trình từ đây đến đây là 20 cm nhé. Đó. Mã M7 này có giá là 520.000 đồng một cặp nhé, 520.000 đồng một cặp mã M7 cho anh em nhé. Tiếp theo là mã M8 này, mã M8 có giá là 70.000 đồng một đôi nhé. 70.000 đồng hai cái thanh nhôm, hai thanh nhôm định hình 4x4 nhé. Đấy, có một đầu bịt ở đây này. Kích thước chiều dài là 23 cm này. Chiều dài là 23 cm, đó là cả cái đầu bịt nữa là 23 nha anh em nhé. Còn nếu mà không có đầu bịt này, tháo cái đầu bịt này ra thì nó sẽ là 22,5 cm. Nó cắt rất là chuẩn nhé. Nhôm định hình kích thước 4x4. Mã M8 này có giá là 70.000 đồng hai cái nhé. 70.000 đồng hai miếng thanh này. Đó. Tiếp theo là mã M10 này, em có hai cái trục vít này. Đấy, trục này là trục vít me nhé, trục vít me. Đấy. Có kích thước chiều dài là 24 cm nhé, 23,5 ấy, 24 cm. Đấy. Đường kính trục là 12 và bước của nó là bước 4 mm nhé. Có nghĩa là bước 5 mm, một vòng này nó xoay được là 5 mm anh em nhé. Một vòng này nó xoay được 5 mm. Đấy, như thế này đi về đến đây là nó xoay được 5 mm này. Đó. Đầu trục này thì là đường kính là 6 mm nhé. Mã M10 có giá là 180.000 đồng, 180.000 đồng một cặp này, em có một cặp như thế này này. Tiếp theo là mã M11 này. Mã M11 có giá là 110.000 đồng. Đấy, em có một cái hộp bằng nhôm nhé, được ghép 4 cạnh lại này. Đấy. Kích thước chiều dài là 15,8 này, chiều rộng là 12,5 và chiều cao ở đây là 13,5 cm nhé. Đấy. Một cái như này có giá là 110.000 đồng mã M11 cho nha. Tiếp theo mã M12, em có một cái tay gá màn hình máy vi tính này. Đấy. Tay gá màn hình máy vi tính rất là đẹp nhé. Đấy. Ở đây thì cũng có thể là anh em nới ở đây hai con ốc này anh em có thể gập lên gập xuống nhé, và vẫn có thể xoay ngang xoay dọc nhé. Đấy. Tất cả các loại màn hình máy tính thì đều có thể gập lên gập xuống và xoay ngang xoay dọc anh em nhé. Mã M12 280.000 đồng, 280.000 đồng cái gá màn hình máy tính này nhé. Tiếp theo là mã M13 nhé. Mã M13 sẽ có giá là 100.000 đồng 4 trục inox nhé. 100.000 đồng 4 cái trục inox. Đấy, có chiều dài là 13,8 cm nhé. 13,8 cm. Đấy, đường kính ở đây sẽ là 2 cm này. Trục inox nhé. Gen này là gen M8 anh em nhé. Gen M8 nhé. 100.000 đồng 4 cái như thế này. 4 cái thì anh em có thể ghép lại được với nhau bằng như thế này nhé. Anh em có thể vặn lại được với nhau nhé. Đấy. Một combo M13 có giá là 100.000 đồng 4 cái anh em nhé. 4 cái trục ở đây là 4 cái này. 100.000 đồng 4 cái như này anh em. Tiếp theo ở đây là mã M14 này. Mã M14 thì có giá là 110.000 đồng. 110.000 đồng một chân bằng inox nhé. Đấy, chân được hàn bằng inox này. Kích thước đế là 23,3 cm này. Chiều rộng là 4 này và độ dày là 1 cm này. Kích thước mặt trên sẽ là 17,2 cm này, rộng là 4 và độ dày cũng là 1 nhé, và tổng chiều cao là 9 cm. Đấy, được làm bằng inox anh em nhé, được làm bằng inox, chân rất là bền luôn. Inox rất là dày và cứng cáp nữa anh em nhé. Mã M14 này, 110.000 đồng, 110.000 đồng một chân nhé. Tiếp theo mã M15 có giá là 70.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có cái khay, khay được làm bằng inox này. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây là 19 này, chiều rộng ở đây là 6 này, và chiều cao ở đây là 10 cm nhé. Mã M15 có giá là 70.000 đồng, 70.000 đồng một cái khay như thế này nhé. Đấy, khay bên trong nó đang còn tí dính, tí keo, đang còn dính đồ bên trong. Đấy, đang còn dính đồ, cái này hình như là mạ vàng cũng nên này anh em này. Đấy. Mã M15 nhé, 70.000 đồng một cái khay nhé. Đây có cái tay móc ở đây nhé. Tiếp theo là mẫu M16 nhé, sẽ có giá là 220.000 đồng một cặp này. Đấy, hàng này thì em có số lượng nhiều anh em nhé. Em có những cặp dây trượt có chiều dài là 23 cm này, dây trượt chiều dài là 23 cm nhé. Vuông của nó là vuông ray là ray bản 15 này, và độ dày là 13 mm nhé, độ dày là 13 mm. Đấy, 4 con trượt trên 2 thanh dây anh em nhé, 4 con trượt trên 2 thanh dây. Giá là 220.000 đồng một cặp mã M16 nhé. Đấy, hàng có số lượng nhiều anh em nhé. Tiếp theo mã M17 này có giá là 200.000 đồng một cái khớp nối này. Khớp nối loại to anh em nhé. Đường kính là 8,8 cm này, và chiều dài là 7 cm nhé. Đấy, một lỗ thì là 22 và một lỗ thì là 25 mm nhé. Một đầu là 22 mm này và đầu này là 25 mm này. Đấy, cho anh em gắn động cơ nhé. Mã M17 này có giá là 200.000 đồng một cái nhé, 200.000 đồng một cái khớp nối nhé. Tiếp theo mẫu M18 có giá là 50.000 đồng. Ở đây thì em có những cái khay bằng nhôm như thế này. Đấy, giá là 50.000 đồng cho anh em nhé. Kích thước chiều dài nó sẽ là 13,5 này, chiều rộng là 8 và chiều cao ở đây là 6 cm nhé. Mã M18 có giá là 50.000 đồng một cái nhé, 50.000 đồng một cái này. Tiếp theo ở đây là mã M19 anh em nhé. Mã M19 có giá là 500.000 đồng một bộ 4 bánh Foodmaster nhé. Bộ 4 bánh xe Foodmaster có giá là 500.000 đồng. Con này mã của nó là GD100. Đấy, mắc của nó là 7.350 N, có nghĩa là 735 kg trên một bánh nhé. Đấy, kích thước chiều cao bánh là 12 cm này. Mặt bích bên trên sẽ là 9,5 x 9,5 vuông anh em nhé. Đấy, có vị trí tay gạt, tay vặn để tăng chỉnh cái đệm cao su lên xuống để cố định nhé. Đấy, một bộ mã M19 này sẽ có giá là 500.000 đồng một bộ 4 bánh nhé. Tiếp theo là mã M20 này có giá là 250.000 đồng một bộ 4 bánh xe nhé. Ở đây thì cũng là hãng của Foodmaster thôi. Mắc chịu tải một bánh là 2.450 N là 245 kg nhé. Chiều cao bánh ở đây là 8,5 cm nhé. Kích thước mặt bích sẽ là 7,2 x 7,2 cm. Đấy, mã M20 có giá là 250.000 đồng một bộ 4 bánh xe nhé. 250.000 đồng một bộ 4 bánh mã M20 nhé. Tiếp theo là mã M21 này có giá là 100.000 đồng 5 cái này. Ở đây thì em có những cái nồi được làm bằng inox, nó được gãy mất quai rồi, anh em về làm những cái khay đựng đồ nhé. Đấy, cái khay đựng đồ hoặc là những cái khay mà anh em rửa đồ nhé. Ở đây thì những cái tai nó sẽ cái tai bắt của quai nó sẽ tạo ra những cái lỗ ở đây này, thì anh em đựng đồ rửa đồ thì để đổ xăng dầu hoặc ấy cái khoảng dưới thôi nhá, chỉ được một nửa bát thôi nhá. Đấy, tính ra là một nửa thôi. Đấy, được làm bằng inox 304 anh em nhé, inox 304. Anh em về có thể làm những cái chậu rửa này, hoặc là múc đồ này, hoặc là để khi mà tháo những cái đồ mà nhiều ốc, nhiều linh kiện, anh em có thể bỏ dồn vào một cái này. Đấy, rất là tiện nhé. Giá là 100.000 đồng 5 cái nhé. Kích thước đường kính của nó sẽ là 19,5 này, và chiều cao tổng thể của nó sẽ là 5,5 cm nhé, 5,5 cm. Đấy, mã M21 chỉ có giá là 100.000 đồng 5 cái nhé. Tiếp theo là mã M22 này. Đấy, sẽ có giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng một đôi anh em nhé. Đấy, 50.000 đồng một cặp miếng nhôm. Có chiều dài ở đây là 15 cm này, chiều rộng là 4 này, và độ dày là 12 mm nhé. Đấy, mã M22 có giá là 50.000 đồng, hai miếng như thế này nhé. Tiếp theo là mã M23 này, sẽ có giá là 120.000 đồng một cái miếng nhôm như thế này. Miếng nhôm rất là đẹp nhá, không có một cái lỗ như nào cả, nhưng mà nó hơi xước một chút này. Đấy, miếng nhôm rất là đẹp này anh em, đấy, không có một cái lỗ nào luôn. Kích thước đường kính của nó là vuông 20 cm nhé, vuông 20 và độ dày là 1 cm nhé. Mã M23 này sẽ có giá là 120.000 đồng một tấm như thế này, tấm vuông không có một cái lỗ nào bên trên. Đó. Tiếp theo ở đây là mã M24 nhé. Mã M24 sẽ có giá là 120.000 đồng, 120.000 đồng một cái tấm nhôm, thanh nhôm dài là 47,4 cm nhé, 47,4 cm nhé. Chiều rộng là 9 này, và độ dày ở đây này, độ dày ở đây là 12 mm, có nghĩa là 1,2 cm nhé. Đấy, mã M24 này có giá là 120.000 đồng một tấm hoặc một thanh như thế này nhé. À, ở đây nó sẽ có một cái lỗ đường kính của nó sẽ là 20 mm nhé, 2 cm anh em nhé. Đấy, mã M24 120.000 đồng. Tiếp theo là mã M25 này có giá là 380.000 đồng, 380.000 đồng một cặp nhé. Một cặp nó sẽ gồm hai cái đấy. Ở đây thì em có những cái tia thủy lực của Mỹ này, Make in USA này. Đấy, tia thủy lực của Mỹ nhé. Đấy, kích thước chiều dài ở đây tổng thể sẽ là 40 cm nhé, 40 cm chiều dài. Đấy, đấy, đường kính ở đây là 1 cm phần ti này, và bề đường kính này nó sẽ là 22 mm, nghĩa là 2,2 cm nhé. Đấy, mã M25 này có giá là 380.000 đồng một cặp nhé. Một cặp nó sẽ gồm hai cái ấy. Đó. Tiếp theo là mã M26 này, em có những cái trục thép. Đấy, đấy, trục thép như thế này, ở tháo trên máy xuống nha, kích thước thì nó như nhau. Đấy, kích thước đường kính của nó sẽ là 8 mm nhé, đường kính là 8 mm, và chiều dài ở đây sẽ là 14 cm nhé. Đấy, đây là cái trục tròn thôi, nhưng mà tháo trên máy xuống họ đã sử dụng rồi, nên mà cái trục này thì nó đã có những cái ba via và cái rãnh bi trượt ở bên trên này. Đấy, bi trượt ở bên trên, có rãnh bi trượt ở bên trên nhé. Thế nên là cái này thì anh em về không thể làm trục được, mà anh em chỉ làm những cái trụ gối 4 góc này, anh em làm những cái trụ, vì hai đầu nó có taro sẵn gen rồi. Đấy, hai đầu nó có taro sẵn gen anh em nhé. Mã M26 này 60.000 đồng 10 cái nhé, 10 cái trụ như thế này. Tiếp theo là mã M27 nhé, có giá là 40.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tay khóa vặn kiểu dạng như thế này này. Đấy, hàng này thì em cũng có số lượng nhiều anh em nhé. Kích thước chiều dài ở đây là 8,5 này, chiều rộng ở đây là 4 cm nhé, 8,5 chiều rộng là 4 nhé. Đấy, ở đây thì vẫn đầy đủ những cái chốt này, cái bát gắn cho anh em về chỉ việc lắp ráp sử dụng anh em nhé. Mã M27 có giá là 40.000 đồng, 40.000 đồng một cái chốt này. Tiếp theo ở đây là mã M28 này, mã M28 sẽ có giá là 50.000 đồng, 50.000 đồng một cái tay tay sắt như thế này, tay anh cho anh em chế những thùng đồ, sách thùng đồ anh em nhé, nó có thể gập lại được này. Đấy, kích thước chiều dài ở đây là 12,5 này, rộng là 4 cm anh em nhé. rộng là 4 cm đấy. Mã M28 50.000 đồng, 50.000 đồng một cái này nhé. Tiếp theo là mã M29 này, sẽ có giá là 60.000 đồng một cái. Ở đây thì em có những cái con lăn bằng nhôm này. Đấy, anh em thấy cái vỏ lăn nhôm nó rất là dày nhé. Trục thì làm bằng thép anh em nhé. Kích thước chiều dài tổng là 23 cm này. Đường kính trục sẽ là 12 mm này, và đường kính con lăn ở đây sẽ là 38 mm nhé. Anh em có thể dùng trục vạn hoặc là dùng ốc hai bên đều được nhé. Đấy. Mã M29 60.000 đồng một cái con lăn này nhé. Em ở đây thì em có 5 cái. Tiếp theo ở đây là mã M30 này. Đấy, em có xi lanh khí nén này, ai tắc nhé, ai tắc mã 16 x 250, có nghĩa là hành trình của nó sẽ là 250 mm, là 25 cm nhé. Đây, hành trình là 25 cm này. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 đồng một cái xi lanh như thế này nhé. Đây có 2 bát gắn này, 2 bát gắn này, có đầu hơi ở đây này, 2 gắn đầu hơi. Đầu hơi ở đây là đầu hơi 6 mm anh em nhé. Mã M30 có giá là 100.000 đồng một cái xi lanh như thế này. Tiếp theo là mã M31 nhé, sẽ có giá là 40.000 đồng, 40.000 đồng một cái xi lanh. Xi lanh của SMC Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Đấy, CM2B20-15 này, có nghĩa là hành trình của nó đi được 1,5 cm nhé. Đấy, nó đi được có 1,5 cm thôi. Đấy, kích thước chiều dài tổng này. Chiều dài tổng thể bình phần xi lanh nha anh em nhé, nó sẽ là 19 cm nhé, 19 cm. Đường kính ti thì nó sẽ là 8 mm anh em nhé. Đường kính cái ti xi lanh là 8 mm, và đường kính bầu này nó sẽ là 22 mm, nghĩa là 2,2 cm nhé. Đấy, mã M31 này có giá là 40.000 đồng. 40.000 đồng một cái nhé, 40.000 đồng một cái xi lanh này. Tiếp theo là mã M32 này có giá là 140.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những cái xi lanh ai tắc. Đấy, mã là 32 x 300, có nghĩa là hành trình của nó đi được 30 cm anh em nhé, 30 cm. Ở đây chiều dài tổng thể của nó sẽ là 43,5 này, xong nó đi được 30 cm nữa. Đấy, nó kéo ra được 30 cm nữa, là tổng là 73,5 cm nhé. Đấy, đường kính cái ti của nó là 12 mm anh em nhé. Đường kính ti là 12 mm. Ở đây có ống hơi này, ống hơi lỗ 4 mm nhé, có sensor 2 đầu nhé. Đây một con và đây một con anh em nhé. Đấy, mã M32 này có giá là 140.000 đồng, 140.000 đồng một cây xi lanh này. Đấy. Tiếp theo lên cho anh em là mã M33 này. Mã M33 sẽ có giá là 150.000 đồng, 150.000 đồng một con cảm biến báo khói này, báo cháy này, báo khí ga này, có nghĩa là khi mà có khói vào đây thì nó sẽ báo, nó sẽ nhấp nháy đèn ở đây nhá, và 2 cái tiếp đĩa này nó sẽ đóng lại. Bây giờ anh em muốn chế ra những cái còi thì anh em đấu cái này ra cái còi thôi là sử dụng được anh em nhé. Đấy, giá là 150.000 đồng một cái cảm biến MDGAT này, MDGAT của Hàn Quốc anh em nhé. Đấy, sử dụng điện 12 hoặc 24V DC nhé. Đấy, anh em biết vì sao nó sử dụng điện 12 hoặc 24 không? Đó, nguyên nhân nó là để khi mà mất điện cháy ấy, thì cái nguồn 12 24V là những cái nguồn DC dự phòng ấy, nó sẽ không rất ít là mất điện. Những cái nguồn DC 24V khi mà mình dùng nhé, vì nó dùng thường là dùng ắc quy hoặc là pin, thế nên là khi mà bị cháy là nó sẽ là vẫn còn nguồn cho con cảm biến này hoạt động nhé. Đó, kích thước chiều dài của nó là 9 cm này, chiều rộng là 4,5 này, và chiều cao là 5,5 cm nhé. Mã M33 có giá là 150.000 đồng, 150.000 đồng một cái cảm biến nhé. Tiếp theo là mẫu M34 này sẽ có giá là 200.000 đồng. Ở đây thì em có những cái cassette của Đức nhé, đây Germany nhé, cassette 220V này em nhé, đây U 240V hoặc là 450V đều được này. Đấy, vị trí anh em cấp điện vào đây, và cái vị trí này thì anh em đấu xuống dây cassette nhé, đấu xuống cọc chống xét của gia đình là ok anh em nhé. Đấy, mã M34 này, con cassette này có giá là 200.000 đồng một con anh em nhé. 200.000 đồng một con cassette nhé. Tiếp theo là mã M35 này sẽ có giá là 380.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những cái ad. Đấy, đây, những cái ad mà có những cái đầu bật luôn này. Vặn về đây cho nó mới rút ra được. Đấy. Ad thì có những cái tay vặn luôn ở ngoài nhé. Đây là con ad chống giật 40A nhé, 40A, ad chống giật của Hàn Quốc. Ở đây thì đang đấu 2 giây, nghĩa là đang sử dụng điện 220V nhé. Con ad chống giật này thì đang sử dụng điện 220V anh em nhé. Đấy, đây anh em sẽ nhìn thấy này, hàng LCB của Made in Korea nhé, LS Electric này, tem rất là đẹp này, có đầy đủ luôn cho anh em nhé, có cái tay vặn như thế này. Giá là 380.000 đồng, 40A sử dụng điện 220V nhé. Con này nó chỉ có hai cực thôi nhé, hai cực hai bên là nó sử dụng điện 220V, nó không sử dụng được điện 380 đâu, vì thiết kế của nó chỉ có hai cực ra ngoài thôi. Đó, mà bờ 35 có giá là 380.000 đồng nhé, con này là 40A nhé. Tiếp theo là con M36 này, con này 30A thôi, y hệt luôn. Đây, nó y hệt thôi, chả có khác gì cả, nó cũng là con ad chống giật, nó chỉ cũng dùng hai cực thôi. Đây, hai cực hai đầu này. Đấy, con này 30A anh em nhé, mã M36 350.000 đồng, vẫn có tay vặn ở đây. Đấy, để đóng ngắt bằng cái tay vặn này. Đó, rất là tiện nhé, anh em không phải dùng ad gật lên gật xuống mà anh em chỉ cần việc vặn thôi. M36 350.000 đồng, con 30A nhé, mã M36. Tiếp theo là mã M37 này, em có những cái loa, cái còi của Kino. Đấy, con còi này sử dụng điện là 12 hoặc 24V nhé, 12 hoặc 24V. Ở đây con còi này nó sẽ có tổng là 24 chế độ nhạc nhé, 24 chế độ nhạc nháy này. Đó, nó có thể có một cái chất áp điều chỉnh volume này, công suất lớn hoặc nhỏ này. Đấy, có thêm một cái bát inox ở đây nhé, có thêm một cái bát gắn inox này. Đấy, giá là 260.000 đồng một con còi báo như thế này nhé, rất là nhiều bản nhạc và rất là nhiều những còi báo cho con còi này. Mã M37 là 260.000 đồng, 260.000 đồng một cái nhé. Ở đây em được 3 cái anh em này. Tiếp theo mã M38 này sẽ có giá 90.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có các bạn nút nhấn này. Đấy, bạn nút nhấn này. Đây là cái công tắc on off này. On off này thì nó chỉ ví dụ là nó chỉ cấp điện, giống như là cấp điện cho con khởi động từ thôi anh em nhé. Đấy, cấp điện để đóng ngắt con khởi động từ thôi. Đó, một công tắc và một nút dừng khẩn cấp thôi anh em nhé. Đấy. Đấy, có thêm cái bát nhôm lên trên nhé. Cái này cái mặt nhôm này, kích thước dài là 15 và rộng là 10 cm anh em nhé. Đây, dây rác cắm kiếc đầy đủ như thế này cho anh em nhé. Mã M38 nhé, 90.000 đồng một cái nhé, em có 3 cái thôi. Tiếp theo là M38 này sẽ có 80.000 đồng một cái này. Các bạn nút nhấn thì có kích thước chiều dài là 18 và chiều rộng là 8 cm nhé. Đấy, có 3 cái 4 cái nút nhấn này, nút nhấn bằng nhôm anh em nhé, 1, 2, 3, 4 này, cũng rất là đẹp. Giá là 80.000 đồng cái bảng này thôi. M39 anh em nhé, M39 80.000 đồng. Tiếp theo ở đây là em có mã M40 này. M40 ở đây thì em có những con lọc nguồn TDK 250V 20A. Đấy, của Nhật anh em nhé, TDK Comfort Ration Japan này. Đấy. Con này thì sử dụng điện 250V và 20A nhé. Đấy, sạc rất là to tướng luôn, rất là đẹp anh em nhé. Ở dưới được hàn kín này, có Nhật nó hàn kín luôn cái vị trí bên dưới nhá. Đó, để tránh ấy nhá. Anh em tháo đấu dây điện thì anh em tháo búng con ốc ở trên này, để đấu vào dây điện này nhá. Đấy, nó là 3 dây thì anh em chỉ cần đấu 2 dây bên ngoài rồi bỏ dây trắng ở giữa đi nhá. Anh em đấu dây xanh dây đỏ là bỏ dây trắng ở giữa này. Đấy, hàng của Nhật này, nó thiết kế rất là chuẩn, rất là đẹp anh em nha. Có 4 góc, có 4 ốc này. Đấy, mẫu M40 này có giá là 460.000 đồng. 460.000 đồng một cái lọc như này nhá. Đấy. Lọc 20A cho anh em thôi. Em về được có 4 đến 5 cái rồi nhá. Tiếp theo là mã M41 này, sẽ có giá là 500.000 đồng một con motor giảm tốc SPG. Đấy, motor giảm tốc SPG của Hàn Quốc anh em nhé. Con này là 40W. Đấy, sử dụng điện 1 pha 220V nhé, công suất là 40W. Đấy, có hộp giảm tốc, tốc độ quay của nó là 1.600 vòng mà nó giảm xuống 5 lần nhé. Đấy, giảm xuống 5 lần, lấy 1.600 chia cho 5 thì nó ra tốc độ quay thực tế nhé. Kích thước chiều dài tổng thể nó sẽ là 12cm này. Đường kính của nó là 9cm nhé, 9cm toàn bộ. Cả đường kính động cơ nhé. Đấy. Đây anh em về đấu một con tụ ở đây sử dụng thôi. Đấy, mã M41 500.000 đồng một con SPG 40W nhé. Tiếp theo là mã M42 này, con này là 90W nhé. 90W sử dụng điện 1 pha 220V. Đấy. Mã M42 800.000 đồng anh em nhé. Tốc độ quay là 1.600 vòng mà nó giảm xuống là 6 lần nhé. Con này không có phanh anh em nhé. Toàn bộ motor này lại không có phanh, nó chỉ có một con quạt ở đây thôi. Nó có một con quạt tản nhiệt ở đây thôi nhé. Đó, sẽ không có phanh. Motor rất là to nhé. Đấy, cái thước chiều dài tổng thể ở đây sẽ là 30cm nhé. Đường kính motor sẽ là 9cm nhé. Và đường kính trục ở đây nó sẽ là 10. Đã đo bằng thước kẹp thì nó chuẩn hơn anh em nhé. 18mm nhé, thước kẹp là 18mm, đường kính là 18 nhé. Đấy, thước kẹp còn cùi bắp nữa anh em này. Rồi, ở đây thì mã M42 có giá là 800.000 đồng một cái nhé, một con này nhé. Ở đây thì có một hộp giảm tốc là 1/6 nhé. Và tiếp theo ở đây thì em có một con hộp giảm tốc 1/9, 1/6 và 1/9 nhé. Có nghĩa là một con 1/9 thì lực nó sẽ mạnh hơn vì nó giảm xuống nhiều hơn. Thì moment của nó sẽ cao hơn anh em nhé. 1/9 và 1/6 nhé. Đồng giá là 800.000 đồng. Kích thước y hệt nhau, trục chiếc cũng y hệt nhau. Mã M42 nhé. Tiếp theo là mã M43 này. Em có những con lọc nguồn Guangzhou của Hàn Quốc nhé. Sử dụng điện 1 pha 250V, công suất là 80A nhé. 250V 80A này. Đấy. Con này thì một tầng lọc anh em nhé. Con này chỉ có một tầng lọc thôi. Đấy, 80A anh em làm âm thanh rất là thích những con này. Đấy, kích thước chiều dài ở đây là 18,5 này, chiều rộng là 9 và độ dày ở đây là 5,5cm nhé. Mã M43 có giá là 980.000 đồng. 980.000 đồng một con lọc nguồn nhé. 980.000 đồng một con lọc nguồn mã M43 nhé. Tiếp theo là mã M44 này sẽ có giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một con nguồn. Nguồn này là nguồn tổ ong Omron. Nguồn Omron của Nhật sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Nguồn Omron của Nhật sản xuất tại Trung Quốc. Điện đầu vào là 100 đến 240V này và điện đầu ra là 24V 4,5A nhé. 4,5A, giá là 180.000 đồng. Mã M44 anh em nhé. Tiếp theo ở đây là mã M45 này, sẽ có giá là 330.000 đồng một con nguồn tổ ong Manuel của Đài Loan sản xuất tại Trung Quốc nhé. Điện đầu vào là 220V và điện đầu ra là 48V 7,3A nhé. 7,3A. Đấy, anh em muốn sử dụng điện 110 anh em gạt cái nút này này. Hiện tại là cái gạt này nó đang để là 230V nhé. Anh em muốn sử dụng điện 110 thì anh em sẽ gạt sang để anh em sử dụng điện 110 nhé. Đấy, mã M45 sẽ có giá là 330.000 đồng một con nguồn tổ ong này. Tiếp theo là mã M46 này. Đấy, sẽ có giá là 160.000 đồng. 160.000 đồng một con nguồn 5V 26A nhé. Nguồn 5V 26A. Đấy, sử dụng điện 100 hoặc 220V. Đấy, con này thì nó đang để là 220V nhé. Anh em cấp điện 220V ở đây. Còn anh em muốn sử dụng điện 110 này thì anh em lại phải tháo cái vỏ ra, gạt cái chốt này. Đấy, để sử dụng nhé. Đấy, mã M46 có giá là 160.000 đồng một con nguồn 5V 26A nhé. Tiếp theo là mã M47 này, có giá là 450.000 đồng một cái quạt này. Ở đây thì em có những con quạt Fulltech của Đài Loan nhé. Quạt Fulltech của Đài Loan sử dụng điện 230V, công suất là 74W anh em nhé, công suất là 74W. Đấy, kích thước này, quạt có chiều rộng là 22,5 này, vuông dài cũng 22,5 này, có nghĩa là vuông 22,5 nhé. Đấy, và độ dày của nó là 8 cm. Quạt khung nhôm và cánh bằng thép nhé. Quạt khung nhôm cánh thép. Đấy, quạt Fulltech của Đài Loan. Mã M47 là 450.000 đồng, 450.000 đồng một con quạt này nhé. Tiếp theo là mã M48 này, sẽ có giá là 250.000 đồng một con quạt. Quạt này là quạt MB Bass của Đức nhé, quạt MB Bass của Đức. Đấy, công suất là 14W nhé. Công suất là 14W và sử dụng điện DC 24V anh em nhé. Đấy, DC 24V. Đường kính của nó sẽ là 15 cm này, đường kính của nó là 15 cm và độ dày này sẽ là 6 cm nhé, 6 cm. Có cái cánh hướng gió như thế này nhé. Đấy, anh em về có thể sử dụng hoặc không sử dụng cánh hướng gió đều được. Mã M48 nhé, 250.000 đồng, 250.000 đồng một con quạt này. Tiếp theo là mã M49 này. Mã M49 sẽ có giá là 100.000 đồng một cái tấm phíp đen nhé. Tấm phíp đen bên trên nó sẽ có những cái lỗ như thế này này. Đấy, anh em nhìn thấy nhé. 100.000 đồng một tấm nhé. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 45,5 cm này. Chiều rộng 40 này. Dài 45, rộng 40 nhé. Và độ dày là 1 cm nhé. Độ dày là 1 cm. Mã M49 nhé, sẽ có giá là 100.000 đồng. Mã M49 sẽ có giá là 100.000 đồng anh em nhé, một tấm nhé. Tiếp theo này, tiếp theo ở đây là mã M50 này, sẽ có giá là 700.000 đồng. 700.000 đồng một cái hộp bằng inox như này. Bên trong nó là than hoạt tính này, đã tháo ra nhé. Và có gioăng này, có gioăng cao su từ đầu đến đuôi nhé. Đấy, than hoạt tính này. Đấy, ở đây là cái ốc em tháo để dồn ở đây thôi. Rồi bên trong nó sẽ có những cái tấm lưới này để chắn cục than ở bên trong nhé, than hoạt tính ở trong đây này. Đấy, có những cái tấm này này, anh em phải vặn ốc ở đây thì nó mới bung ra được nhé. Đấy, ở đây bên trong này là nó là than hoạt tính. Còn anh em về này có thể chế thành những cái bể lọc nước cho cá nhá, cho những cái bể cá nhá. Nó vì nó làm bằng inox thì anh em để trong nhà nó luôn sáng bóng luôn. Đấy, nó lúc nào nó cũng sáng bóng sạch sẽ nhé. Làm những cái bể lọc nước cho cá rất là tiện nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, anh em có thể là đậy nắp cũng được mà để trần cũng được. Đấy, anh em làm những cái bể lọc rất là tiện. Có thể là bơm lên qua đây và lọc xuống này. Ở đây sẽ có hai cái vòi đầu ra này. Đấy, có thể chảy róc rất là đẹp. Đó, cái vòi này này, nó là cái van, van inox 304 nhé. Van inox 304, van M50 rất là to nhé. Nhưng mà có một cái là nó bị hàn lại rồi. Có nghĩa là cái này thì anh em không thể tháo ra để sử dụng được. Tại vì nó bị hàn nhá. Nếu mà có sử dụng thì anh em chỉ sử dụng làm cái vòi xả thôi. Vòi xả được thôi. Hoặc là anh em kết nối ở ống mềm vào đây. Đó. Rồi, em đo kích thước sơ bộ nhé. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là 55 cm này. Chiều cao là 17 cm nhé. Và chiều rộng của nó sẽ khoảng là 19 cm nhé. Đấy, ở bên trong này là nó là than hoạt tính anh em nhé. Đấy, này, tấm inox rất là dày này, dày và có gioăng chống nước, có nghĩa là nó kín khi mà siết lại là nó kín 100% anh em nhé. Đấy, kín 100%. Tất cả ở bên hông này đều có gioăng. Khi mà tạo áp cho nó vẫn có thể sử dụng nhé, vẫn có thể là không bị rò anh em nhé. Đấy, mã M50 700.000 đồng một cái bình lọc như thế này. Ở trong nhà máy thì nó sẽ lọc những cái khí, lọc khí vì nó than hoạt tính mà, than hoạt tính là lọc những khí nhé. Đấy. Tiếp theo ở đây thì em có những cái cây nhôm này. Cây nhôm định hình kích thước 4x4 dài 93cm nhé. Giá là 140.000 đồng một cây, mã M51 nhé. M51 này, cây nhôm định hình kích thước 4x4 dài 93cm này. Đấy, giá là 140.000 đồng một cây, có 12 cây, con 12 cây rồi anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là mã M52 này. Thanh nhôm định hình kích thước 4x4 dài 56cm này, dài 56cm nhé. 80.000 đồng một cây và em có 20 cây nhé. 80.000 đồng một thanh này, em có 20 thanh này. Đấy. Mã M52 anh em nhé. Rồi, tiếp theo ở đây thì em có một ít cánh cửa nhé. Đấy, một ít cánh cửa này. Đấy, cánh cửa được làm bằng khung nhôm và bên trong có mica nhé. Mica thì cái mã này nó sẽ khoét như thế này này, nó sẽ có khoét những cái lỗ ở đây, anh em sẽ nhìn thấy nhé. Đây, nó có khoét những cái lỗ này này, đó chỉ lỗ thoáng ở bên dưới rồi nhá. Có cái tay này, có tay nắm này, có bản lề anh em này, có tay nắm, có bản lề nhá. Và kích thước của nó là kích thước cánh này là 41,3 này nhân với 56,7 này, có nghĩa là dài 56,7 nhé, dài 56,7 này. Đấy, rộng là 41,3 cm nhé, 41,3 cm. Đấy, loại này thì em có 5 cánh nhá. Loại này thì em có 5 cánh này, 5 cánh y hệt như này nhé. Nó sẽ có lỗ như này. Đấy, 5 cánh này. Giá là 260.000 đồng một cánh nhá. Anh em lưu ý nhá, hàng tháo máy này chắc chắn thì nhôm nhớt thì sẽ có xước sát nhé, và mica có xước sát nhé. Đấy, ở trên mica thì sẽ có một vài cái lỗ đã được khoan sẵn để sử dụng nhé. Đấy, mã M53 nhé, 260.000 đồng một cánh, em có 5 cánh nhé. Đây, đầy đủ bản lề bên trên luôn cho anh em nhé. Tiếp theo đây là mẫu M54 này. Mẫu M54 có giá là 230.000 đồng một cánh nhá. 230.000 đồng một cánh và em có 5 cánh nhá. Cũng có 5 cánh nhá. Kích thước chiều dài là 60,6 cm này. Chiều rộng là 41,8 cm nhá. Đấy, số lượng 5 cánh nhá. Ở đây này, nó khoét một cái lỗ này này. Nó khoét một cái lỗ này là nó để con quạt ở đây nhá anh em nhá. Nó để con quạt tán nhiệt ở đây, nó khoét cái lỗ ra để hút gió này. Đấy. Ở đây thì vẫn có những cái ô thoáng này, đây anh em nhìn thấy những cái ô thoáng như thế này nhé, hai bên này, ở bên này và ở bên này này. Đấy, là có những cái ô thoáng này. Ở đây thì có một cái lỗ tròn nữa này. Đấy, mã M54 nhá, một cái cánh kiểu như thế này sẽ có giá là 230.000 đồng nhé. Khung nhôm, khung nhôm. Đấy, bên trong là mica anh em nhé, bên trong là mica và có những cái lỗ đây này, đây là lỗ này. Đấy, và ở đây này. Đấy, đây là lỗ này. Đấy. Anh em nào mà cần chi tiết hoặc là ấy thì có thể là inbox qua Zalo, thì nhân viên bên em sẽ chụp lại ảnh cho anh em nhé, bảo cho anh xem lại hình ảnh thực tế nhé. Đấy, thì thực tế nó cũng chỉ là như thế này thôi, và chắc chắn là có xước sát, và tại vì khi mà lên cái video ấy, có ánh đèn và nhiều khi là những cái chỗ lỗ thoáng này anh em không nhìn ra thôi. Đấy, mã M54 nhá, 230.000 đồng một cánh, số lượng em có 5 cánh nhá. Tiếp theo ở đây thì em có mã M55 này. M55 sẽ có giá là 170.000 đồng một cánh nhá. Và em có số lượng là 4 cánh cho anh em nhé. Số lượng 4 cánh nhá. Đấy, kích thước chiều dài ở đây sẽ là 65,7 cm này. 65,7 cm, chiều rộng là 31cm nhé, chiều rộng là 31cm. Khóa của cánh của nó thì nó sẽ là nằm ngang. Đây là cái vị trí bắt bản lề này, hai vị trí bắt bản lề này, cánh của nó sẽ nằm ngang như thế này nhé. Đây, đây có cảnh báo này, khóa liền này, kiểm tra hàng ngày này. Đó. Ở bên trên thì nó sẽ có một cái lỗ như thế này, vị trí này, 4 lỗ nhỏ và một cái lỗ to này. Đấy. Kích thước dài là 65,7cm nhé, và rộng là 31cm. Số lượng có 4 cánh nhé, mã M555, cánh thuộc dạng cánh ngang, đặt như này anh em nhé. 170.000 đồng một cánh, mã M555 cho anh em nhé. Rồi tiếp theo ở đây là mã M56 này. Mã M56 có giá là 330.000 đồng một cánh nhé. Số lượng thì em có 6 cánh nhé. Kích thước chiều dài là 61,8cm và chiều rộng là 60,6cm nhé. Vẫn là khung nhôm và cánh thôi. Đây, có tay gá nhé, có tay gá, tay gắn ở đây, tay bắt ốc ở đây. Ở bên trong mica của nó thì có những cái lỗ thoáng ở đây này. Đấy, anh em thấy không? Lỗ thoáng ở bên dưới nhé. Anh em có thể nhìn tổng thể này. Đây, tấm này trên này thì toàn bộ kín này, còn ở đây thì có lỗ thoáng ở bên dưới nhá. Em có tổng cộng là 6 cánh anh em nhé, 6 cánh mã M56 này. Mã M56 em có 6 cánh nhé. Rồi, tiếp theo là mã M57 này. Mã M57 này sẽ có giá là 880.000 đồng nhé. Ở đây thì anh em cái này này, nó sẽ thường anh em về sẽ chế là những cái mái cho những cái máy quay gà, quay vịt ấy. Có một cái lỗ này để lắp quạt hút khói xả lên trên. Đấy, đó là một cái mái nhá. Nó thuộc dạng vòm như thế này đấy, anh em nhìn là nhìn 4 góc nó sẽ là như thế nhá. Kích thước chiều dài này, chiều dài tổng thể này. Chiều dài tổng thể nó sẽ là 1m22 nhé. Chiều rộng của nó sẽ là 35cm nhé. Đường kính cái lỗ này, nó sẽ là 10cm nhé. Đấy, đấy là khi mà anh em để úp thì nó sẽ làm một cái mái để lắp thêm một con quạt thì anh em có thể thành hút cái máy khói, che. Khi mà anh em để ngửa này, khi mà anh em để ngửa lại nhé, đấy, nó sẽ thành là một cái khay hoặc cái bồn rửa tay. Đấy, anh em để ngửa lại thì nó sẽ thành một cái bồn rửa tay nhé. Vì nó làm bằng inox, thế nên mà để ngoài trời không ảnh hưởng gì hết anh em nhé. Nó được làm bằng inox. Anh em chỉ cần về là một cái miếng xốp thôi, anh em bịt cái này lại, hoặc là miếng nhựa anh em bịt, miếng xốp bịt lại nhé. Đến nhà anh có thể xả nước thoải mái, rửa rất là thoải mái, rất là rộng rãi, thoải mái nhé. Sau đó anh em nhấc miếng xốp thì nó sẽ chảy nước ra, vì cống rất là to, thế nên mà rác những cái rau ria to tướng nó cũng sẽ có thể chạy xuống được cống rãnh luôn anh em nhé. Đấy, đó là cái kích thước thì nó như con kia lúc nãy em đo thôi, dài là 1m22, rộng là 35. Đấy, còn ở cái mặt này thì nó sẽ có một cái bo vào trong, thì cái kích thước của nó sẽ là 1m10 nhé, 110cm, có nghĩa là 110cm là 1m1 anh em nhé. Chiều rộng ở bên trong nó sẽ là 32,2 này, đây là cái kích thước cạnh bo nhé. Đấy, và chiều sâu của nó sẽ là khoảng 15cm anh em nhé, 15cm. Đấy, cái đường kính lỗ này nó cũng vẫn là 10cm thôi. Nhưng ở bên trong này này, ở bên trong nó sẽ là lại vát nhé, đây nó sẽ vát xuống này. Đấy, nó sẽ vát xuống nhé. Đấy. Giá nó sẽ là 880.000 đồng anh em. Mã M57 nhé, mã M57 này. 880.000 đồng anh em nhé. Mã M57 là 880.000 đồng một cái nhé. Hàng thì em có số lượng nhiều anh em nhé. Hàng em có số lượng nhiều, anh em cần chục cái thì vẫn có anh em nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì em có tấm M58 này. Ở đây thì em có những tấm nhựa nhé. Đây, em có những cái tấm nhựa này, nó như thế này. Ở xung quanh thì chỉ có 1, 2, 3 lỗ bên này, 3 lỗ bên này, rồi 3 lỗ bên trên nhé, để bắt ốc nhé. Đây, tấm nhựa dẻo anh em nhé, nhựa cực dẻo luôn. Kích thước của nó này sẽ là dài 73, xin lỗi nha, dài 83,7 cm nhé, dài 83,7 này, rộng 60 cm nhé, rộng 60. Đây cái chiều rộng này, nó sẽ là rộng 60 nhé, chiều rộng này, nó sẽ là 60 cm này, còn cái chiều dài là 83,7 cm nhé, và độ dày của nó sẽ là 5 mm này, độ dày miếng nhựa này, 5 mm nhé. Giá là 120.000 đồng, mã M58 nhé, 120.000 đồng một tấm nhé. Em chỉ còn khoảng 5-6 tấm thôi, em chỉ còn khoảng 5-6 tấm này rồi nhé. Mã M58 120.000 đồng một tấm nhé. Rồi tiếp theo ở đây là em có mã M59 này, mã M59 em có những cái tấm lưới bằng inox, cái tấm mặt bằng inox nhưng được khoan lỗ nhé. Đường kính lỗ ở đây nó sẽ là khoảng 4 cm nhé, đường kính lỗ này, đường kính lỗ này nó sẽ là 4 cm anh em nhé. Đấy, mã M59 nhá. Cái tấm này thì em có khoảng 8 đến 10 tấm nhá, em có 8 đến 10 tấm nhá. Kích thước chiều dài này, kích thước chiều dài của nó anh em nhé, nó sẽ là dài 1m01 này, anh em nhìn tổng thể này. Đó, dài 1m01 nhé. Chiều rộng của nó sẽ là 59 cm. Chiều rộng từ đây sang bên này 59 cm nhé. Và độ dày của nó sẽ là 2 mm, dày 2 ly ấy. Đó. Bốn cạnh thì nó sẽ có vát những cái góc như thế này này. Bốn cạnh vát góc như thế này để cho anh em lắp trên những cái khung nhôm định hình. Đấy, làm những cái giá tầng 1 tầng 1 tầng 1 đấy. Đó. Đấy, giá của nó sẽ là 530.000 đồng một tấm nhá, 530.000 đồng một tấm inox đấy anh em nhé. Đấy, mã M59 em có số lượng khoảng 8 đến 10 tấm. Mã M59 530.000 đồng, dài là 1m01 và rộng là 59, độ dày là 2 mm anh em nhé, 2 mm. Rồi. Rồi tiếp theo em lại nhắc cho anh em những cái tấm phíp ra để giới thiệu cho anh em nhé. Rồi, tiếp theo ở đây là em có những cái tấm phíp cam anh em này. Đấy, có tấm phíp cam. Đấy, dài là, chiều dài của nó sẽ là 70 cm này, rộng là 29,7 này và dày là 8 mm nhé. Nó có thể có cái, nó sẽ có tấm dài chỉ có rộng là 29,6 thôi, nó chỉ chênh nhau có 1 đến 2 mm thôi nhé. Cái chiều rộng này sẽ có tấm nó rộng có một chút này, cái là 29,7 mm này, có nghĩa là 297 đấy. Và là 296 nhá. Nó có kích thước là 297 hoặc 296, nó lệch nhau 1 mm nhá. Và độ dày thì nó như nhau, số lượng thì nó cũng như nhau, có số lượng nhiều nhá, khoảng 10 tấm cho nha. Giá là 220.000 đồng một tấm nhá. Kích thước này, dài 70 này, rộng 29,7 này và độ dày là 8 mm nhá. Đó. Rộng 29,7 ở đây là 29,7 cm nhá. Dài 70 cm cho nha. Đấy, giá là 220.000 đồng một tấm này nhé, 220.000 đồng một tấm. Mã số 1 nhé, mã phíp cam số 1 đây anh em này, phíp cam 1 cho anh em này. Tiếp theo là mã số 2 nhé, mã phíp cam số 2 có giá là 260.000 đồng một tấm nhé. Đấy, kích thước chiều dài là 82 cm này. Đấy, rộng là 29,6 này và độ dày cũng là 8 mm nhé. Kích thước số lượng của nó khoảng chục tấm anh em nhé. Đấy. Giá là 260.000 đồng một tấm cho nha. Mã phíp cam số 2 này, phíp này là phíp Nhật anh em nhé, phíp Nhật đàng hoàng, rất là đẹp và rất là mới nhé. Tiếp theo là mã số 3 nhé, mã số 3 có giá là 480.000 đồng này. Mã số 3 có giá là 480.000 đồng một tấm nhá. Kích thước chiều dài là 1m53 này, rộng là 29,8 nhá. Nói chung là nó cũng dao động từ 29,2 đến 29,8 nhá. Có nghĩa nó lệch nhau khoảng mấy mm đây. Con này là 29,3 cm này, con này đang là 29,3 anh em nhá. Đấy. Dài 1m53, rộng 29, em chỉ cho rộng là 29 đi cho nó dễ. Dài 1m53 này, rộng 29 cm này và độ dày là 8 mm nhé. Đấy, số lượng thì có khoảng 20 tấm cho anh em. Đấy, giá là 480.000 đồng một tấm nhá. Hàng phíp của Nhật anh em nhá. Phíp này là phíp của Nhật anh em có thể nhìn thấy. Phíp Taku cái gì à? Fukamira nhá, Fukamira của Nhật nhá. Anh em có thể tra những cái mã này. Cái mã FL102 này, FL102 này là ra này. Đó. Hàng của Takulai anh em nhé. Sẽ có tấm có tem này và sẽ có tấm tem nó nằm ở đây. Đấy, sẽ có tấm nằm ở cái tem của cái tấm này và sẽ có cái nó nằm ở cái thanh này. Đấy. Đây, nó sẽ có cái nằm ở thanh nhá. Đó. Tiếp theo là ở đây là phíp ca mã số 4 nhá. Đây. Mã số 3 đây nhá. Mã số 3 là 480.000 đồng một tấm nhá. Còn cái này là thanh. Đấy, thanh này là 100.000 đồng này. 100.000 đồng một thanh này. Mã phíp cam số 4 này. Chiều dài 1m53 này, rộng là 5,2 cm và độ dày là 8 mm nhé. Số lượng em có khoảng 20 thanh như thế này thôi. Đấy, giá là 100.000 đồng một thanh nhé, cũng là phíp cam của Nhật, nó cắt ra từ một cái tấm to thôi. Phíp số 4 là 100.000 đồng một thanh anh em nhé. Tiếp theo là mã phíp số 5 này, có giá là 50.000 đồng một thanh này. Dài là 67 này, 67 cm này. Rộng là 6 và độ dày là 8 mm nhé. Giá là 50.000 đồng một thanh. Thì em có khoảng 20 thanh gì đấy thôi. Mã phíp cam số 5 anh em nhé. Đó. Tiếp theo là mã phíp số 6 này. Mã phíp cam số 6 này, nó dài là 67 anh em nhé. Dài cũng 67. Rộng là 5. Rộng 5. Và độ dày là 8 mm nhé. Độ dày là 8 mm. 45.000 đồng một thanh và em có khoảng 16-17 thanh nữa nhé. Mã số 6 nhé. Đây, kích thước ở đây anh em có thể để ý nhé. Giá là 45.000 đồng một thanh cho nha. Tiếp theo lên cho anh em một ít ke góc nhôm này. Ke góc nhôm cho thành nhôm định hình kích thước 4x4 anh em nhé. Ke góc nhôm cho thành nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. 4x4. Giá là 100.000 đồng 30 cái anh em nhé. Ke góc nhôm cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4. Ke này là ke phổ thông rồi. Giá rẻ 100.000 đồng 30 cái nhé. Mã ke góc nhôm này. Ke góc nhôm anh em về cho thanh nhôm định hình 4x4 nhé. Hoặc là anh em gắn vào cái mặt 4 cm là được. Đấy, giá là 100.000 đồng 30 cái ke góc nhôm 4 nhé. Tiếp theo ở đây thì em có ốc lục giác này. Ốc lục giác M8 này. Giá là 80.000 đồng 1 kg nhé. Ốc lục giác M8 này đây. Đấy. Một loại độc một loại anh em nhé. Độc một loại M8 thôi. Giá là 80.000 đồng 1 kg. Đấy, ốc M8 này có chiều dài tổng thể là 2,8 cm nhé. Đấy, cái phần gen của nó chiều dài là 2 cm anh em nhé. Ốc M8 giá là 80.000 đồng 1 kg nhé. Riêng một loại ốc này M8 80.000 đồng 1 kg anh em. Tiếp theo là cũng là ốc M8 thôi. Nhưng mà ốc này thì cái đợt Tết em nghĩ hơi dài, hơi gần một tháng. Đấy, không để ý thì nó bị ẩm. Đấy, vào cái chỗ mưa phả nó bị ẩm. Thế nên mà nó han mất một ít ốc. Đấy, nó han mất khoảng đôi ba tạ gì đấy. Đó. Thì giá là 60.000 đồng 1 kg cho anh em nhé. Những con ốc này nó hơi han một chút này. 60.000 đồng 1 kg. Anh em nào mua 2 kg các loại ốc này em bao ship luôn nhé. Đấy, thành lý rất là rẻ luôn cho anh em này. Nó cũng không phải là han lắm đâu. Nó cũng han thôi. Nhưng mà nó vẫn sử dụng bình thường anh em nhé. Đấy, giá là 60.000 đồng 1 kg nhé. Anh em mua mình ốc này, 2 kg mình ốc này thôi thì em sẽ bao ship nhé. Còn mua lẫn lộn những cái khác thì em không bao ship được. Tại vì nhiều cái hàng nó khá là nặng. Đấy, chỉ mua mình 2 cân ốc này em bao ship. Vì hàng không may nó bị dính một tí nước mưa vào, phả vào thì nó han mất một ít nhé. Đấy, khoảng đôi ba tạ gì đấy thôi. 60.000 đồng 1 kg cho anh em. Mã ốc lục giác M8 cũ này, loại 60.000 đồng 1 kg nhé. Tiếp theo ở đây thì em có ốc lục giác loại lẫn lộn anh em nhé. Đấy, loại ngắn dài to nhỏ lẫn lộn này, 80.000 đồng 1 kg nhé. Ốc lục giác loại đẹp nhé. Đấy, lẫn lộn này, có lẫn cả những con lông đen này. Đấy, ốc lục giác lẫn lộn này, có lẫn cả lông đen này, dài ngắn lẫn lộn này. Đấy, giá 80.000 đồng 1 kg nhé. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo ở đây thì em có lùa 4 này. Những con lùa cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. Đấy, 4x4 hoặc là 8x8 nhé. Là gắn được anh em nhé. Cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 hoặc là 8x8. Giá là 130.000 đồng 1 kg nhé. 130.000 đồng 1 kg cho những con lùa 4 nhé. Đấy. Rồi, anh em đang theo dõi video cho em xin một like và một bình luận dưới phần mô tả nhé. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Đấy. Những cái món ốc này thì là em đã lên ở dưới ở cuối video rồi. Đấy. Thế nên mà anh em nào được món hàng nào có thể nhanh tay liên hệ vào số điện thoại để chốt đơn anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.